rồi đó. Sẵn rồi. Bán được tiền hết anh nhỉ? Ừ. Nào lấy linh nghiệm được kia thì anh em mình bán cái nhà này chia nhau. Cái đất này giao cho chú. Mới làm thì bán các cái được tiền. Mặt tiền không đều. Đây là đất của tôi mà. Tôi đây là bà, chị đã định nhà vào đất của tôi rồi, tôi không cho ở đâu. Đây là em làm trước, em không biết đây là có phải đất của anh không. Nếu nếu anh bảo là đất của anh thì anh lấy sổ đỏ ra đây thì em mới đi. Anh người hãy cho sổ đỏ tao. Chị không được phép ở đây chứ, nhà chị dựng lên đất của tôi rồi. Đây toàn bộ khu này là đất của tôi, chị dựng nhà vào đất của tôi rồi, chị còn đòi tôi cái sổ đỏ đấy là của tôi chứ. Lúc nãy tôi đang vừa ở dưới kia cửa thấy các anh bảo là bán ngôi nhà này chia nhau lấy tiền. Đây là đất của tôi, chị dựng vào đây nhà của tôi rồi, tôi phải bán đi chứ. Lấy sổ đỏ ra đây cho em mới đi được. Chị đưa ra ngoài đi. Không được. Đây đất của tôi, chị không ra đi. Anh phải lấy. Chị không được phép dựng nhà đất của tôi. Thế bây giờ em bảo anh lấy sổ đỏ ra đây. Em lấy sổ đỏ ra đây cho em đi. Chị đã dựng nhà trái phép vào đất của tôi rồi, chị ra ngoài. Dạ, em biết là trái phép rồi nhưng mà bây giờ anh chị phải lấy sổ đỏ ra đây cho em. Ra ngoài. Ra ngoài. Đây là đất của tôi, chị ra ngoài. Đất của đất của tôi. Các anh phải lấy sổ đỏ. Đi ra ngoài. Đất của tôi rồi. Đi ra. Tôi đã dựng nhà được ở được mấy năm. Đây là đất của tôi, chị đi ra ra. Đất của tôi, chị ra. Cái gì nhà không? Đây là đất của tôi, cấm chị với đây. Đi ra ngoài. Mà đi. Đi ra ngoài đi. Đi ra chỗ khác. Đây là đất của tôi, cấm vườn từ đây không. Đi ra ra khỏi đất tôi. Đây đất của tôi, chị không được. Từ đây cấm chị qua lại đây nhá. Đây là đất của tôi. Chị đã dựng nhà trái phép vào đất của tôi rồi. Qua lại đây nữa nhá. Cấm chị qua lại nhá. Đây là đất của tôi nhá. Từ giờ chị không được phép qua lại đất của tôi nhá. Cái này thì khu đỏ mình giải Thank you.
Hai ba kéo luôn, đi phục dài. Nào mày muốn bỏ ạ, sáng thì em bỏ đó.
Để chờ nha, sắp xong rồi, sắp được ăn rồi.
quan không? Ăn hết rồi đấy. Hết chưa? Hết ăn. Cho mẹ ở đây nhé. Chị nên ở đây nhé. Mỏng lắm, cho một thứ nhất một sợi nhất.